người cô như thấy gia đình trai cũng có đủ ăn đủ xài, nhưng cô cho cháu mình vậy thì cháu mình nó cũng đỡ tấm thân, cái người cô mới chỉ thôi. Thì mình hỏi ý kiến con cũng chịu, tất cả con chịu hết thì mình mới cho người ta tới, chứ mình không có ép con, hoàn toàn không ép con. Nhà trai cũng nói vậy đó, yêu cầu tôn trọng của con, yêu cầu mà con về nhà là được rồi. Chồng sắp cưới nó cũng nói vậy luôn Chồng sắp cưới năm nay nhiều tuổi chưa chị? đó, 36 tuổi vậy. 36 hả? Con nhà mình 20. Chú rể 36 tuổi. Chú rể đẹp trai không? Dạ đẹp trai, Nếu mà theo như chị này, bây giờ em hỏi thẳng nó chị cũng luôn này. trẻ chứ nó không có già, nó cũng trẻ. Nếu mà so sánh chú rể với con nhà mình thì chị thấy hợp không? Thì thấy nó cũng xứng mà nó hơi cao tuổi chút thôi, thì Xứng hai đứa hả? nó cũng xứng xứng với nhau. Rồi, đó là ý kiến quan điểm của riêng chị, còn của anh thì anh cảm nhận thế nào? Anh Anh thấy thấy tương xứng không? hai cái đó cũng xứng hợp với nhau. Nhưng mà em thấy độ tuổi chênh lệch rất nhiều nha. Trên lỗi của anh. 16 tuổi lận đấy. Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu anh chị tên gì? Em tên Nguyễn Thị Ngọc Diệu ở Sóc Trăng. Còn anh trai? Anh tên Phạm Văn Phúc, sinh năm 74 ở Sóc Trăng. Dạ. Vậy là hôm nay hai vợ chồng anh mới từ dưới quê lên Bình Dương à? Dạ. Hai vợ chồng anh đi hồi nào đây? Lên chiều hôm qua. Chiều hôm qua hả? Chiều hôm qua. Hôm nay vợ chồng anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chuyện gì đây? Chuyện con em đi làm sáng 16 tây, con em đi làm mà chiều nó không về luôn, tới bữa nay không liên lạc được, điện không bắt máy, không liên lạc được gì hết. Đến đây anh nhờ hiệp sĩ giúp đỡ cho con em tìm con em về Vậy là vợ chồng anh chị mất tích. nhờ nhờ anh em là tìm con gái đúng không ạ? Dạ Là tấm hình chị đang cầm đấy hả? dạ Con gái chị họ tên đầy đủ là gì? dạ Phạm Cẩm Ly. 1904. 20 tuổi. Dạ Con nhà mình đi hôm 16 hả chị? dạ sẽ ăn Không, 16 tây. sáng 16 tây. Vậy là hôm nay mới được 3 ngày, hôm nay là ngày 19. Dạ Đi là đi tại Sóc Trăng hay đi ở đâu? đi mà Tại Sóc ở Trăng. Sóc Trăng nó đi lên nghe người ta nói lại là thấy nó thấy cái xe của nó đi đó là chỗ tiệm gửi xe, nó thấy xe nó ở đó rồi thấy xe bốn bánh lại bốn chỗ. Còn chị lên xe chở đi, tới bữa nay mất tích luôn, chưa thấy về. Vậy là hôm đấy con gái nhà mình đi là mang theo những thứ gì đi? Nó có quẩy mà vài bộ đồ theo thôi à. Giấy tờ cắt, cái thứ giấy tờ thì nó cũng bỏ theo hết. Nó nói là nó đi vô tiệm Viba nó làm. Thì con thay đồ sáng đi vô Viba làm, thì mình cũng nói con đi học nghề thôi, mình không có nghĩ con đi đâu hết. Rồi thành ra tới chiều luôn là nó không về luôn, rồi điện cũng không được. Giờ Là hôm con đấy con nhà mình mang những thứ gì đi ạ? bằng bằng cấp Có mang 12. xe đi không? Dạ không, bởi nó để Có xe mang quần lại. áo đi không? Có nó đem về một hai bộ gì thôi chứ Có không có tiền đem bạc gì nhiều. không chị? Dạ không có tiền bạc trong mình đó, không biết nó còn bao nhiêu nữa. Không còn bao nhiêu đâu. Vậy là mang theo cả tiền bạc cũng như là quần áo. Có Dạ viết thư từ gì để lại không? dạ rồi nó nha, nó nhắn tin lại, nó nói mẹ cha con xin lỗi mẹ cha, con đi đi làm một thời gian. Nhắn tin cho chị hả? Dạ nó Nói là nói con vậy xin lỗi mẹ cha, con con chúc đi làm con thời gian. dạ thời gian Trước đó con gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không? dạ không không có chuyện gì hết, vui vẻ bình thường. Con gái nhà mình lúc chưa bỏ đi là làm công việc gì? Nó làm công ty rồi lúc chưa bữa đi bỏ đi chưa có kết hôn với chồng nó là sắp đám hỏi đó, là nó làm công ty. Còn đám hỏi rồi chồng nó mới là kêu em nghỉ công ty qua làm học nghề chị ba, là tại vì qua Sóc Trăng đó là chồng lo cho hết học nghề hết, là vô qua học nghề Vậy là con nhà mình đã làm đám hỏi rồi hả chị? chưa tới 27 28 thì mới tới đám hỏi nè, Mới hàng hai hàng hai đồ đồ thôi. À, vậy là sắp tới đây là làm đám hỏi. Hôm nay là ngày 19 và 27, vậy là còn chỉ còn 8 ngày trời Tới nữa. ngày nữa thôi. Ôi trời đất ơi. Nó chuẩn bị các thứ hết trơn rồi mà mới có 3 4 ngày nay là con chị nó thấy nó khác thường, Khác thường là khác sao nó chị? nói chuyện cũng như là nó nóng tính trong người, nó mình nói nó không nghe là cũng như nó nói nó gạt ngang không à, nó không nghe lời mình. Rồi, cái này em hiểu rồi.
mình cũng suy nghĩ là nó học con mình học nhiều quá đi rồi nó bị khó chịu trong người, mình cũng khuyên con này kia thôi, Học mình cái gì cũng mà nhiều suy chị? cũng như là chồng kia học tiếng với viết chữ rồi đó, với gì học Học nghề tiếng nữa, gì? học tiếng Đài Ủa tiếng Đài để làm gì? đặng đi đám cưới, đám cưới rồi đặng chồng bảo lãnh rước đi bển với nó Qua đâu? qua Đài Loan, chồng ở bên Đài Loan đó. Ủa vậy là lấy chồng Đài Loan hả? Chồng người mình ở đây ở ngoài Long Đức nè, gia đình Dạ. tất cả hết anh chị em gia đình ở đây mà chồng đi bên ảnh làm đây À, và vậy là cưới cưới xong là chồng đưa đưa qua Đài Loan để đi dạ làm. dạ rước vợ đi qua ảnh làm, muốn học muốn vợ đi học nghề có nghề qua bển học, rồi là qua bển đặng lo cho vợ du học luôn, là nó nói rõ ràng luôn, Học con học nước vậy là vợ học nhiều hả? dạ Ăn thua gì chị? Học nhiều đó ăn thua gì? dạ Chị thấy những bây giờ những các em lớp từ lớp từ cấp dạ 1 thôi. dạ Chưa cần nói cấp 2, cấp 3, các em cấp 1 thôi là học mình cả ngày, tối còn đi học thêm nữa kia. dạ mình sợ cũng như mình nghĩ con mình học vậy rồi nó áp lực, mình cũng suy nghĩ vậy thôi chứ mình cũng không biết làm sao. Bây giờ chị cho em hỏi này, con gái nhà mình sắp làm đám hỏi đó, là cái cuộc tình này là như thế nào, là mai mối hay là tự quen đây? Dạ làm mai người ta chỉ, người ta làm Đó em mai, biết ngay mà, làm mai mà nó tất cả nó chịu hết tất em cả. dự đoán không có sai là mai đúng không? Ai là mai? Cái người cô cũng ở gần nhà đó, ở gần nhà của chú rể luôn, là À, gốc gác là nhà chú cô đó rể là thật người sự là luôn bạn của gia đây. đình nhà mình hả? Dạ yeah. Bạn của anh Dạ hay là của của chị? chị luôn, Vậy là giới thiệu cho cô chị hả? dạ Nói với chị sao? là Cô đã nói nói với chị sao? cũng như là nói cháu, những người đó thấy được có điều kiện này kia thì gả con thì nó cũng khỏe này nọ sau này khỏe, rồi mình cũng nói với con vậy thì con đồng ý mẹ mới gả, còn con không đồng ý thì thôi thì con mới chịu, con nói thì cho người ta tới đi thì mẹ mới gả con, rồi nếu như bây giờ thì con không chịu thì con quay về đi, mẹ quan trọng là con thôi chứ không có còn gì, không có gì Chị cho hết. em hỏi là quen được lâu chưa mà mình quyết định tới đám cưới? À, mà cũng về Bốn cũng tháng. 4 tháng rồi, vừa hỏi vừa Bốn này tháng kia mà hả? là 4 tháng cũng Ai là người ngỏ lời để làm đám cưới? Bên nhà mình hay là bên nhà nhà trai? thì nhà trai hỏi mình, bên đây mình mới hỏi con mình mới cho người ta tới. Theo như chị cảm nhận rằng là con gái của chị có thích chàng trai này không? Thích nó Chắc thích, ăn không? nó thấy thì Đấy. nó thích thì chồng nó chở đi mua đồ các thứ, vợ nó thích gì thì mua ở nấy thì chồng mua cho hết trơn á, nó thương lắm, nó Mua cho thương hết vợ trơn lắm. hả? Vậy là nhà trai là có điều kiện đúng không ạ? Chị có quan sát được rằng trong cái thời gian gần đây mà sắp đến ngày làm đám hỏi là con gái mình có biểu hiện gì bất thường không? Thì cái 3 4 ngày à, mới có 3 4 ngày thôi là thấy nó nói chuyện khác với mình, với nó trong mình nó làm như nóng nảy này kia lắm. Khi mà quyết định tới cái ngày để mà làm đám hỏi đó thì chị có quan sát con gái mình vui hay buồn? Thì thấy nó cũng hơi, nó mới gần đây thôi mấy bữa là nó hơi buồn buồn vậy thôi, nó nói chuyện với mình cũng vậy thôi, rồi sáng sáng bữa 16 đó rồi mình mới hỏi nó, con ơi mẹ mẹ kêu cha đi mua đồ chở mẹ đi chợ mua đồ rồi nấu đám nghe sát bên, rồi nó nói thì mẹ kêu cha chở mẹ mua đồ đi chứ đâu có gì đâu, thì nó nói chuyện với chị là nó cười, nó lên xe đi làm rồi là nó đi luôn, tới chiều là chi điện không được không gì mất tích luôn, rồi chỗ sửa xe người ta mới nói là nó thấy xe ở đây, rồi thấy xe 4 chỗ là chở nó đi rồi Trong cái thời mà gian biết gần đây đi là con đâu gái mình có nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó không, không? Gia đình anh nó chị bây nhắn giờ tin về cho chị là nó nói xin lỗi mẹ con đi làm thời gian, đó, em nó hiểu nói vậy rồi. thôi. Cái này là con gái nhà mình có thể sắp đến ngày làm đám hỏi, có thể là con gái nhà mình không chịu rồi nha. Mà nó không nói với mình Không không chịu biết. rồi. Giờ nhờ các cộng đồng Em hỏi thật mạng. lòng anh chị này, bởi vì video này rất nhiều các cô chú anh chị đang xem, nên mong muốn rằng là anh vợ chồng anh chị nói thật, Là trong thật cái cuộc lòng. tình của con gái nhà mình, anh chị có can thiệp ép buộc hoặc là can thiệp cái chuyện gì Dạ vào không. không? Không. Mình Không. Con có tự nguyện không có gì hết. mình hỏi con đồng ý thì mình mới cho tới chứ Bởi vì không bao mình giờ. không có con, mình có đứa gái thôi, với thằng anh đó à. Mình rất là thương nó chịu thì Mình có mình mới tác động chịu. gì vào không? Dạ không. Không.
Giờ mấy anh giúp đỡ, con em mất tích 3 ngày nay, từ bữa 16 tây tới giờ, giờ tìm nó về rồi Bây mới giờ biết. nếu anh em được hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được bé, và bé có chia sẻ rằng bé không thể tiếp tục cái cuộc tình này nữa do cha mẹ ép nhưng mà bé mới phải bỏ đi, thì lúc đó gia đình nhà mình tính sao, nhà mình như thế nào? Giờ mà quan trọng ý kiến của con không chịu thì mẹ không có ép, không có gì nữa ha, không có gì hết. Tại sao mà bé mới mới bé năm nay mới 20 mà lại sao lại làm mai ra, xong để cho bé tự quen. Tại vì cô thấy như có điều kiện à, rồi sao lo cho con được này nọ rồi cô mới chỉ. À, thấy 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 nhà trai có điều kiện hả? Nhà trai giàu không? Cũng có ăn, cũng có ăn, Nhiều công có ruộng không? cũng cũng có ruộng. Vậy là cô thấy giàu có hả? Có điều kiện ở dưới quê đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà tới giờ phút này có thể là con nhà mình lại không có chịu rồi. Rồi Chứ không nếu biết. nó mà chịu thì nó dễ gì nó bỏ đi. Mà không biết lý do sao mà Vậy con là anh chị cứ cũng hiểu đơn giản như thế này này. Cái việc cưới vợ gả chồng là một cái việc chuyện rất là đại sự lớn trong cuộc đời con người ta anh chị ạ. Phải có cái gì đó thì con mình mới bỏ đi, chứ không khơi khơi tự dưng mà sắp đến cái ngày làm đám hỏi, một cái ngày trọng đại mà lại bỏ đi nhá. Nên mà anh chị hãy nói một cái lời nào đó với con gái của mình để con gái nhà mình hiểu được. Nếu con gái nhà mình đồng ý, không đồng ý cái cuộc hôn nhân này thì cũng phải về, nếu không đồng ý thì tùy tùy con, mình không có ép, không có can thiệp được. Anh chị nói chuyện với con gái anh chị đi. Con ơi, Cẩm Ly ơi, Phạm Cẩm Ly, con mẹ ở nhà đang chăm con. Nếu mà con không chịu cái đồng ý cuộc hôn nhân này của con thì con có về nhà với cha mẹ đi. Cha mẹ không có ý kiến gì với con hết. Quan trọng là con về nhà với cha mẹ đi. Con đừng có đi đâu nữa hết. Cha mẹ đang đau lòng kiếm con. Con về với mẹ đi, con nghe được này. Con về với mẹ với cha. Cha với mẹ đi kiếm con khắp nơi rồi. Giờ mẹ cha tôn trọng ý kiến con, giờ con về với mẹ với cha đi con. Mẹ thương con nhiều lắm, con về đi. Ở nhà là bà là con gái anh chị là hay tâm sự với ba hay với mẹ? Nói với mẹ. chuyện với mẹ không mà không có chuyện gì xảy ra Tính cha. tình của con gái nhà mình thế nào đây? Dạ, nó cũng bình thường mà con biết là lỡ đây là Có tay nó ngoan khác không? thôi. Rất ngoan. Ngoan lắm, đi về là gắt gắt với Trước giờ mẹ. là em nó có từng đi ra khỏi Sóc Trăng đi làm ở đâu chưa? Có một lần đi lên Bình Dương này làm với chị, mình làm vài tháng rồi đi về không đi đâu nữa hết Tuổi trơn. này mới tuổi đôi mươi Dạ, mà. như có đi công ty ở Sóc Trăng làm đó thì có. Tuổi này lấy chồng đôi mươi mà lấy chồng hơi sớm đấy, thật. Đôi khi cái suy nghĩ của em nó còn bồng bột, nó chưa tới nơi tới chốn á. Nên tốt nhất mọi thứ quyết định cái chuyện chồng con là tốt nhất là người lớn mình chỉ góp ý thôi, chứ mình không có can thiệp. Bởi vì cuộc sống của nó sướng thì nó hưởng, khổ thì nó chịu. Làm sao Bởi làm cứ để cho nó tự chọn, tự vì quen. mình tôn trọng ý kiến của Đúng, chính con xác. chịu mà mình mới gả, còn con không chịu thôi, mẹ không có Bởi vì như thế này này, ép. cha mẹ thì ai cũng mong muốn con mình có một cái bến bờ hạnh phúc, lấy được một người chồng tốt, đúng không ạ? Nhưng cái chuyện tình cảm của con thì nên để cho con tự quyết định, thương ai yêu ai, muốn cưới ai thì để con quyết định. Bởi vì là các cụ có câu là ép giàu ép mở ai nở ép duyên, đúng không ạ? Sau này ví dụ như chẳng hạn bây giờ em nói ví dụ đơn giản nhá, mình mà can thiệp đi sâu quá, hoặc là mình làm mai làm mối, hoặc là mình ép buộc, sau này ví dụ nó sướng thì không sao đi, đúng không ạ? Nó mà khổ một cái đi, về có phải nó trách hơn không? Tại cha tại mẹ ngày xưa ép con làm mai cho con, ép con lấy chồng, bây giờ thấy con khổ chưa, là nó trách móc mình, là mình lúc đó là mình biết nói sao đây. Há miệng thì mắc oai, đâu có nói được đâu. Còn nếu mà cuộc hôn nhân để tự nó quyết định ạ, tự nó quen ai, nó yêu thương ai, mình góp ý cũng được thôi, mà nó vẫn quyết định thì sau này sướng thì nó hưởng, khổ thì nó chịu. Nó đâu có trách móc được 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 bậc làm cha làm mẹ đâu. Đó, đến cái vấn đề cái câu chuyện nhà mình hôm nay, ngày hôm nay con nhà mình bỏ đi, chắc chắn rằng em đã biết hết tất cả mọi lý do. Bởi vì rất nhiều gia đình về đây cái trường hợp tương tự như nhà mình á,
Chứ không có lý do gì mà con bỗng dưng mà con bỏ đi hết. Không có gì gọi là tự nhiên, phải có lý do. Không biết có ai mà dụ dỗ nó đi hay là sao không? Có người sau lưng nó là thúc đẩy nó không? Mình cũng không biết được. Thúc đẩy không? Là sao? Cũng ý, như ý, là dụ nó ý của chị là chị có phát hiện ra điều gì không? Dạ không, nhưng mình suy nghĩ vậy thôi. Như có ai dụ không? Hoặc làm cái gì cho nó nóng nảy nó bỏ nhà nó đi không? Nóng nảy hả? Dạ. Gia đình nhà mình có cự lộn cái thời gian gần đây không? Không, không có cự lộn, không gì hết. Tự nhiên nó phát ra, nó nói chuyện với mình như là trong người nó bị nóng nảy hả? Hoặc nó cọc nó này nọ, mình nói chuyện nó gạt ngang, nó không nghe mình nói nữa. Đúng ra là mới quen 4 tháng hả? Là phải tìm hiểu. Rồi, dạ, cũng có tìm hiểu xong, hai đứa cũng quá có nhanh. Rồi. Dạ. Mới quen có 4 tháng mà dẫn tới đám cưới là quá nhanh. Đám hỏi thôi, chứ chưa đám cưới. Thì đám hỏi thì dạ. cũng tương tự như đám cưới rồi đấy. Dạ. Thì đám hỏi thì cũng gọi là 8, 9, 9, 10 rồi. Nó cũng gần về đích rồi. Mình phải để cho con mình tìm hiểu từ từ. Bởi vì tuổi này mới tuổi đôi mươi mà. Mình gả đi là mình có nhớ không? Mình nhớ khóc chết luôn. Đó. Mình cũng có con mà. Mình thương con dữ lắm. Tuổi này là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi thanh xuân. Khổ ha. Bây giờ anh hãy nói một cái điều gì đó với con gái của anh đi. Để con gái của anh có xem được sớm quay trở về. Cầm ly. Kêu con về đi con. Con về với cha đi, cha mẹ nhớ con lắm. Cái chuyện tình cảm của con, cha mẹ sẽ không can thiệp vào, tùy con quyết định. Tình cảm của con, con cha không có can thiệp cho nữa, con tùy con quyết định. Yêu cầu con về nhà đi. Con muốn thương ai, yêu ai là tùy con. Tùy con. Thương ai, yêu ai thì tùy quyền của con. Cha mẹ không có nói nữa. Về đi gần mẹ hồi người ta, không có gì hết. Cái chuyện này gia đình bên kia biết chưa, gia đình nhà bạn trai biết dạ, chưa? Biết rồi. Gia đình bạn trai có ý kiến gì không? Giờ người ta cũng kêu gắng tìm con đi. Sao sao bây giờ? Họ tức là mình chỉ nói chuyện người lớn thôi đúng không? Dạ. Chưa có nhận xứng lễ gì đúng dạ, không? Dạ chưa, nhưng nhận cho 2 mâm đồ thôi. Mâm đồ là mâm gì em cũng như chưa được biết tới cái đó. Là người ta bỏ bánh mứt cầu cha cầu cao vậy đó, như là nhận có chân vậy đó. Mấy cái đấy thì bình thường mà. Dạ. Còn chừng nào mà mình nhận cái gì đấy xính lễ vàng bạc tiền bạc gì đấy thì dạ, nó mới dạ. Nó mới ấy thôi dạ, đúng không dạ. ạ? Dạ. Nhận tiền lập tài rồi. Người ta mới vô nạp tài rồi bữa. Thì cái đấy đâu có sao. Dạ, dạ. Mình con nhà mình như vậy thì ví dụ con nhà mình không chịu thì mình hồi lại thôi. Dạ. Mình nói chuyện người lớn mà, bây giờ chứ con cái nó không thích thì bây giờ bảo sao ép được. Tôn trọng ý kiến của con. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái này là lấy chồng là lấy cho con chứ đâu phải lấy cho mình đâu. Dạ. Mình đâu không thể ép nó được. Dạ. Em nói thẳng luôn là không thể ép nó được. Nó thương ai là quyền của nó. Ngày xưa thường thường đời của anh chị ngày xưa là hay làm ai lắm này. Và đôi khi là cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó này, đúng không? Ví dụ như ba của anh kêu anh lấy chị này là anh phải nghe lời răm rắp luôn á. Hoặc là chị này, ba mẹ của chị kêu chị lấy anh là anh phải chị phải chấp nhận nghe lời luôn á. Kể cả chị không thương chị cũng phải lấy. Đúng không? Đó là thời ngày xưa thôi. Yeah. Thì bây giờ ai ép? Bây giờ cứ để cho các con nó tự nhiên đi. Nó thương yêu ai, kệ nó đi nha. Khổ lắm. Mà mình cắt cái hình gà hết, cắt cái bánh xe, hỏi có đăng ký đi hay này kia không là không có luôn. Bánh xe gì? Bến xe Phương Trang này kia nọ, coi nó có đăng ký đi lên xe đi không, chỗ này chỗ kia không, mà không, mà thật sự là ta thấy là nó đi lên xe 4 chỗ. Lên xe 4 chỗ. Chở nó đi rồi là nó mất tích luôn. Không. Chị đang sợ điều gì nhất? Sợ người ta dụ con chị đang đem đi. Bé nó cao mét mấy đây? Cả 1m6 còn đất rưỡi trở lên. Nặng nhiều ký nó, chị? Nó đâu, nó 40 mấy đó. 49, 50. Ở trong hình, ở ngoài có xinh như trong hình không? Dạ, cũng như ghen gì đó. Dễ thương. Dạ, dễ thương thì ngoan lắm, cái gì cũng lo cho mẹ, em đi làm gì là mua lo cho mẹ lắm. Cái thời gian gần đây bé có đi ra khỏi tỉnh không? Không. Tất cả mối quan hệ bạn bè của con nhà mình, gia đình nhà mình có biết không? Biết thì bạn gái nó thôi, có đứa bạn, hai đứa bạn. Mình có hỏi thăm mấy bạn đi chưa? Nói rồi hết rồi, nó cũng không liên lạc được. Nó tâm sự, không có tâm sự gì với mấy bạn hết. Tính tình con nhà mình là sống khép kín hay là sống sôi nổi? Nó cũng bình thường à. Tóc là tóc đen như vậy luôn à? Dạ. Con nhà mình có chưng diện không? Dạ không, nó tự nhiên như trong hình này thôi. Nói chuyện với cha mẹ có lễ phép không? Dạ có, nó không có hỗn hỏng không, gì cũng ngoan lắm. Cái gì là đi làm về công ty hay là lãnh lương về là đưa mẹ gắt, không có gì còn muốn gì thì xin
mẹ. Vậy là bé có một cái ấm ức nỗi niềm gì rồi. Dạ. Chắc chắn rồi. Không có gì hết trơn. Bé dạ. có một cái ấm ức nỗi niềm gì không tự dưng mà dạ. bỏ đi như vậy. Dạ. Ở nhà con nhà mình xài điện thoại nhiều không anh chị? Có xài điện thoại thì nó đi làm đó, nó cũng ít cái xài, về nhà nó mới xài thôi. Có bao giờ chị nghe được gọi điện hay nhắn tin cho ai không? Thì nó cũng như bạn bè nó, bạn gái này kia nọ nó thôi, nó cũng cá nhân của nó. Giờ mình tôn trọng ý kiến của con đi. Vậy là con gái mình đi 3 hôm là mình đi tìm ở những nơi nào rồi? Dạ em đi báo trình báo công an phường xã tỉnh đồ hết trơn rồi. Bây giờ em mới lên nhờ đội hiệp sĩ Hải cứu giúp người, cho con em về sớm sớm đi, rồi em biết con em nó ở đâu. Mất tích 3 ngày nay giờ khổ. Biết ai. Quá khổ. Nhờ giúp kiếm tìm giùm cho con em sớm sớm đi, không biết con em nó sao rồi. Khổ thật đấy chứ. Nhà có hai mẹ con. Con nghe được tin này con về với mẹ nghe đi. Quá khổ. Đi con về đây bà nội bệnh ở nhà nữa kìa. Anh nè mẹ cũng lo cho con hết trơn á, con về với mẹ đi. Chờ mẹ nhớ con nhiều lắm. Không có con mà mẹ sống không nổi đâu con ơi, con về đi. Quan trọng là con về nhà thôi. Mẹ tôn trọng ý kiến của con. Con thương cho mẹ thì con về đi con, không thấy được thì con về. Hy vọng rằng là em gái nếu em có xem được video này, thấy ba mẹ của em lặn lội từ dưới quê ở Sóc Trăng để lên Bình Dương hơn 300 cây số, một quãng đường rất là xa xôi để về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng là em gái đang ở đâu đó em hãy sớm quay trở về. Tới giờ phút này thì cả ba cả mẹ về đây được sự tư vấn của các anh cũng như là ba mẹ đã suy nghĩ sáng suốt ra rồi. Cái chuyện tình cảm của em và cái chuyện em yêu ai cưới ai đó là cái quyền của em. Cha mẹ chỉ góp ý và không có quyền để mà can thiệp vào. Nên mong rằng là em gái ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Chỉ cần em quay trở về, em yêu ai, em thương ai, em muốn lấy ai làm chồng, thì đó là cái chuyện, là cái quyền của em. Cha mẹ sẽ không can thiệp vào nữa. Cha mẹ sẽ luôn luôn tôn trọng ý kiến của em. Bởi vì em bỏ đi như vậy mà đặc biệt em là con gái, mà em đi ra ngoài 3 ngày trời rồi thì cha mẹ rất là lo lắng. Không riêng gì cha mẹ mà tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng, bà con đều rất là lo lắng. Đặc biệt mẹ hôm nay mẹ về đây mẹ khóc rất nhiều. Nên mong rằng là em gái thương cha, thương mẹ, thương gia đình thì ở đâu đó hãy về đi. Em có cái tâm sự nỗi niềm hoặc là có cái ấm ức gì thì em cứ chia sẻ. Không nhất thiết là phải tới ngày 27 là phải làm đám hỏi. Cái chuyện đó không nhất thiết và không bắt buộc. Yeah. Cái này là tùy em thôi. Yeah. Em không thích thì không ai ép được em hết. Yeah. Nên mà em cứ về. Bây giờ em về chẳng hạn như em không có thương bạn trai hoặc không có muốn làm đám cưới, hoặc là em cần cái thời gian để tìm hiểu cho nó chín mùi, thì em về em cứ nói ba mẹ ơi bây giờ là ngày 27 đó, mình tạm dừng lại và mình hồi lại người ta. Khi nào con suy nghĩ chín chắn thì lúc đó thì mình tính sau nhé em gái nhá. Nãy giờ là một cái câu chuyện thì anh chị cũng đã hiểu hết rồi đúng không ạ? Là bây giờ mình suy nghĩ kỹ chưa, mình quyết định kỹ chưa, là mình có tôn trọng ý kiến của con không? Tôn trọng ý kiến con, yêu cầu con về nhà được rồi. Yêu cầu con về nhà là ý kiến của con sao thì mẹ nghe vậy hết. Mẹ có mình anh con à, con về với mẹ. Vậy là chị mấy người con? Có hai đứa, anh với nó. Anh hai có gia đình chưa? Dạ có. Là có ở chung với gia đình mình không? Ở chung hết hả? Dạ. Anh hai chắc cũng buồn nhớ em gái lắm đúng không? Dạ, anh hai cũng đi kiếm giáp vòng hết trơn. Cái chuyện tình cảm của em này anh hai có góp ý kiến gì không? Có, anh hai nói em chịu đâu thì chịu, anh không có ý kiến. Đó. Tôn trọng em. Đúng, phải như thế. Dạ. Thì em chịu. Nhưng mà chắc là chị hay nói ra nói vô nhiều nè. Ba chắc ít nhỉ? Không, chị không nói, chị không? Tôn trọng con. Anh chắc ít nói đúng không? Con chịu thì mẹ mới gả thôi, chứ mẹ không có ép. Chị cũng hỏi ý kiến con, chị mới nói mới cho người ta tới. Chứ còn chị thì chị đâu có quyết định, chị chịu nó không chịu cũng đâu có được đâu em. Vậy là thôi thì cái dù gì cái chuyện gì nó không xảy ra rồi. Dạ, thì hy vọng chắc chắn rằng một điều rằng là con gái chị sẽ xem được video này. Dạ. Và hy vọng một ngày gần nhất con gái sẽ hiểu được, sẽ quay trở về. Bởi vì cái tuổi này là tuổi đôi mươi rồi, biết nhìn nhận được vấn đề rồi. Con đường nào là con đường mình đi.
và những cái gì là cần nên làm. Và em gái hãy nhớ rằng là có ba mẹ mới có em ngày hôm nay. Hãy nhớ đến cái công ơn sinh thành của ba mẹ chăm lo nuôi nấng em từ lúc mà còn trong bụng mẹ cho tới cái tuổi đời của em là 20. Thì em ở đâu đó em cứ về đi, em đừng có làm cho cha mẹ tất cả mọi người thân trong gia đình phải lo lắng và hoang mang nữa. Bây giờ tất cả mọi người đã đồng ý theo ý kiến của em á, nên mà dù thế nào đi chăng nữa em cũng phải về. Bởi vì bản thân em ở bên ngoài, nếu em đi ra em gặp người tốt thì không sao, còn lỡ em gặp cái người không tốt, không may họ đưa em đi làm những cái công việc nhạy cảm, những cái công việc mà không lành mạnh, những công việc vi phạm pháp luật để họ kiếm tiền trục lợi ích cho bản thân họ, thì lúc đó em kêu ai đây? Kêu ba, kêu mẹ, ba mẹ đâu có nghe, đâu có thấu được đâu. Nên mong rằng là em gái hãy suy nghĩ lại, ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải gặp em gái cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Anh chị còn điều nào chia sẻ nữa không? Mình có lời nào mình muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Giờ nhờ cộng đồng mạng giờ chia sẻ tiếp giùm, tìm con gái của em là Phạm Cẩm Ly đó về cho gia đình. Bây giờ cha mẹ đang nhớ con, cha mẹ là sợ con bị người ta dụ đi rồi người ta lường gạt con khổ. Giờ con về với cha mẹ đi, nhờ cộng đồng mạng là cứu giúp lần sớm con về với cha mẹ khổ quá trời con ơi. Qua cái sự việc á của con gái nhà mình như vậy á, chị có cái lời khuyên nào cho các bậc làm cha làm mẹ mà đang trong cái hoàn cảnh giống chị không? Dạ. Về cái chuyện tình cảm của con cái không? Chị cũng nói rằng với cha mẹ là phụ huynh đó là cũng như là con chịu đau thì mình gả đó, chứ đừng có giống như con gái của chị là làm như vậy khổ cho cha mẹ. Con chị mà chị cũng tôn trọng ý kiến con chị mà nó vậy rồi sao mình không biết lý do sao mà nó đi. Mà em hơi thắc mắc nha, con nhà mình rất dễ thương và rất xinh đẹp mà mình lại đi làm mai bị cái người cô, thì em hơi thắc mắc một cái điều đó đó. Mà cô đặc biệt mà cũng cô ruột nữa, không phải người dân nữa, mà đặc biệt là con nhà mình mới tuổi đôi mươi, đã còn trẻ chứ đâu phải là già đâu. Trường hợp làm mai hoặc kết nối là những người như thế này này, những người họ không có cái khả năng để mà họ đi tìm kiếm bạn trai hoặc bạn gái. Những người mà họ tuổi đời quá lớn hoặc là họ nhút nhát để họ tìm hiểu cái chuyện trai gái thì đó là mai thì nó phù hợp. Còn trong khi đó thì con nhà mình mới tuổi đời mới đôi mươi, đang còn rất là trẻ, trong đó là xinh đẹp, có người cô cũng như thấy gia đình trai cũng có đủ ăn đủ xài, nhưng con cho cháu mình vậy thì cháu mình nó cũng đỡ tấm thân. Cái người cô mới chỉ thôi, thì mình hỏi ý kiến con cũng chịu, tất cả con chịu hết thì mình mới cho người ta tới, chứ mình không có ép con, hoàn toàn không ép con. Bây giờ là gia đình nhà mình là bà con dòng họ đấy biết hết cái câu chuyện mà hết rồi. Biết hết đi, ai cũng đi tìm kiếm hết trơn, chồng xóm biết hết rồi đúng không ạ? Thôi thì về bây giờ mình lựa lời mình nói với bên nhà trai cũng thông cảm với cái chuyện này là cái chuyện ngoài ý muốn. Nên mình cũng tôn trọng quyền quyết định của con đi. Nha, cũng đừng có giận hờn hay là trách móc gì hết. Cái chuyện này đâu có ai mong muốn đâu. Nhà trai cũng nói vậy đó, yêu cầu tôn trọng của con, yêu cầu mà con về nhà là được rồi. Chồng sắp cưới nó cũng nói vậy luôn. Chồng sắp cưới năm nay nhiều tuổi chưa chị? Đó, 36 tuổi vậy. 36 hả? Dạ. Con nhà mình 20. Dạ. Chú trẻ 36 tuổi. Dạ. Chú rể đẹp trai không? Dạ đẹp trai. Nếu mà theo như chị này, bây giờ em hỏi thẳng chị luôn này. Nếu mà so sánh chú rể với con nhà mình thì chị thấy hợp không? Thì thấy nó cũng xứng mà nó hơi cao tuổi chút thôi. Xứng hả? Nó cũng xứng với nhau. Rồi đó là ý kiến quan điểm của riêng chị, còn của anh thì anh cảm nhận thế nào? Anh thấy tương xứng không? Nhưng mà em thấy độ tuổi chênh lệch rất nhiều nha. 16 tuổi lận đấy. Lên chênh lệch theo chênh lệch tuổi. Còn con gái có chia sẻ rằng là thích bạn trai ở điểm nào không? Thì nó thì nó chịu thôi, chứ nó cũng chưa nói thích với mình. Nó nói thì con chịu cho người ta tới vậy thôi. Vậy là chú rể bên nhà trai đó là đang hiện tại đang làm ở Đài Loan hả? Dạ. Làm được lâu chưa? Cũng đi mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Lại
mười mấy năm bên Đài Loan. Mà gia đình thì anh chị em bà đồ ở bên đây hết. Đi bển với chị, ở bển chị cũng có nhà có cửa ở bển luôn. Chị của chú rể. Nên mà mình bà cô bà thấy vậy nên thích đúng không? Dạ. Thứ nhất là đi nước ngoài. Dạ. Làm nước ngoài bà lương cao chỉ, nhiều tiền. Bà mới chỉ là cũng như có cháu gì đó. Rồi hỏi chịu không vậy thôi, rồi hỏi con cũng đồng ý, mẹ mới cho người ta tới. Chứ đương không thì mẹ rồi với bà nội thì cũng hỏi ý kiến con. Chứ mẹ không có ép con. Bà nội chắc đang rất nhớ cháu hả? Khóc ở nhà bệnh luôn. Hôm nay là anh chị về đây là bà nội có nhắn nhủ điều gì không? Bà nội kêu nói là bà nội bệnh ở nhà, con không về với bà nội. Thường quá. Bé ở nhà là bé gần gũi với ai nhất? Mẹ. Mẹ hả? Dạ. Đi làm về là mẹ không còn ngủ chung không, không sai rồi một bước nào. Chiều là làm về là nó mua đồ cho mẹ. Rồi từ nhỏ tới lớn là không ngủ chung với mẹ không đó. Mà không có lý do gì mà con không nói với mẹ, mà con đi vậy mẹ không biết con là sao. Yêu cầu con đi về đi. Mẹ không có cái gì nữa hết, con chịu đi, chịu con, không chịu đi quyền của con. Chứ hồi xưa đó tới giờ là mẹ cha rồi không có ép buộc con cái gì hết. Con nghe được cái này, video này thì con về với mẹ với cha đi. Rồi, cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hết sức có thể. Dạ. Và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh chị nhé. Dạ. Thì hôm nay anh chị về đây lặn lội từ một tỉnh rất xa, đó là ở Sóc Trăng. Dạ. Miền Tây sông nước, để về nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái. Dạ, con về. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ thông tin hình ảnh của anh chị cũng như con gái nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội? Dạ, đồng để ý. Tìm con gái nhà mình về không? Dạ, dạ đồng ý. Yêu cầu sớm dùm cho chị toàn bộ thông tin sự việc ơn. Anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ, dạ thật đúng. Nếu sai? Dạ không, hoàn toàn không sai. Không thì sai. Anh chị phải là người chịu trách chịu nhiệm nhé. Dạ. Và trong khi anh em đăng tải cái hình ảnh video này lên khắp các trang mạng xã hội, nếu có cái gì đó mà không đúng hoặc là sai trái thì anh chị phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh chị có đồng ý không ạ? Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình thì một lần nữa thì cô chú anh chị gọi điện về báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của em gái cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Cuối video em không biết nói gì hơn thì em thay mặt anh em đội hiệp sĩ chúc gia đình nhà mình thượng lộ bình an về Sóc Trăng, và cái điều đặc biệt là con gái của anh chị sớm quay trở về một ngày gần nhất. Sớm tìm được em con của chị thì rất là cảm ơn đội hiệp sĩ của anh Hải với cả. Và mong rằng là anh chị luôn luôn giữ đúng cái lời mình đã nói ngày hôm nay là khi con gái về là phải để con gái tự quyết định. Nhá, mình không được bắt ép một cái chuyện gì hết. Bởi vì con gái tuổi đôi mươi rồi, có quyền công dân nhá. Xin phép chào anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.